Chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải chi tiết của bài 19 sách giáo khoa 175. Đề bài yêu cầu như sau: cho đường tròn tâm mô. Đây cô đã dựng hình. Các bạn cùng quan sát. Cho đường tròn tâm mô. Đường kính AB. S là một điểm nằm ngoài đường tròn. SA và SB cắt đường tròn tại M và N. Gọi H là giao điểm của BM và AN, chứng minh rằng SH vuông góc với cả AB. Đây cô sẽ nối S với H vào. Đấy, chứng minh rằng SH vuông góc với cả AB. Để có thể giải quyết được bài toán này thì các bạn nhớ lại cho cô một cái kiến thức mà chúng ta đã học trong bài ngày hôm nay. Đấy là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông. Đấy. Thế thì ở bài toán này chúng ta có A, M, B và góc A, N, B là các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Nên là suy ra là các góc này sẽ là góc vuông. Đấy. Và khi đó thì A, N và B, M sẽ đóng vai trò là các đường cao trong tam giác S, A, B. Hai đường cao này cắt nhau tại H, nên H sẽ là trực tâm của tam giác S, A, B. H là trực tâm nên là đường cao còn lại sẽ chính là đường cao SH. Hay cũng chính từ đó chúng ta sẽ suy ra được là SH sẽ vuông góc với AB. Đấy, thế thì ở đây chúng ta có lời giải chi tiết cho bài toán này. Xét đường tròn tâm mô. Có AB là đường kính. Có AB là đường kính nên là góc AMB và góc ANB là các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Suy ra góc AMB. Đấy, góc ANB là các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Và theo hệ quả thì suy ra hai góc này sẽ có cùng số đo là 90 độ. Bằng 90 độ. Vậy từ đó thì sẽ có là AN sẽ vuông góc với cả FB. BM sẽ vuông góc với SA. Đấy, có vuông góc thì sẽ có AN và BM là đường cao. Của tam giác SAB. Đấy, mà đường cao AN giao với đường cao BM tại H do giả thiết. Đấy, nên suy ra H chính là trực tâm ạ của tam giác SAB. Có H là trực tâm, chúng ta sẽ suy ra đường cao còn lại là SH là đường cao của tam giác SAB. Đấy, đường cao vậy kết luận được SH sẽ vuông góc với cả AB. Đây chính là điều phải chứng minh ạ.